Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bé vẽ một con sóc. Rồi, bây giờ để vẽ một con sóc thì chúng ta sẽ vẽ một cái dấu á. Rồi sau đó từ đây chúng ta cong lên. Rồi từ ngay đây chúng ta sẽ vẽ dấu ớ. Sau đó là nối cong cái nét này lại. Ở đây vẽ thêm một dấu ớ nữa. Sau đó là vẽ một con mắt. Ở đây sẽ vẽ một cái chấm tròn của con mắt. Rồi ở đây mình sẽ vẽ thêm một cái đường dấu á. Từ ở đây mình sẽ vẽ dấu ngã. Rồi dấu ngã này nó sẽ to cong xuống dưới đây. Từ đây chúng ta sẽ vẽ, đây là dấu ngã nè, đây cong xuống lớn lên. Từ đây chúng ta sẽ vẽ con số 2. Rồi cái con sóc thì ở đây cái tay của nó sẽ đưa ra phía trước dấu sắc mà nó cong cong. Rồi ở ngay đây mình sẽ vẽ một cái hạt dẻ cong nè, sử dụng cái cong giống như dấu ớ vậy đó. Rồi từ đây mình sẽ vẽ thêm một cái đường như vậy nữa. Rồi từ đây sẽ vẽ cong cái đường này xuống. Đó, ngay chỗ này ha, ngay chỗ này chúng ta sẽ vẽ một cái dấu cong giống như dấu hỏi vậy. Đó, từ ngay đây chúng ta vẽ cong lên giống như dấu hỏi. Rồi từ đây chúng ta sẽ vẽ dấu ngã. Rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành được chú sóc. Đó là một chú sóc đang cầm một cái hạt dẻ và cái đuôi nó rất là to. Và bây giờ chúng ta sẽ tô màu cho chú sóc. Chú sóc thì thường có màu nâu, thì chúng ta sẽ chọn cái màu nâu hoặc màu cam cũng được. Rồi chúng ta tô, cái này cong thì chúng ta sẽ tô theo độ cong, đặt cái viết màu cho nó nằm xuống và chúng ta tô theo chiều. Đó, thì cái màu của chúng ta nó sẽ đều. Rồi ở đây như vậy chúng ta viền, sau đó là viền và tô theo chiều của cái lỗ tai. Đây viền, đó, tô theo chiều của lỗ tai. Rồi ở đây cũng vậy, viền, viền và tô xéo hướng dấu sắc. Rồi từ đây là cái mình hướng dấu quyền thì chúng ta sẽ tô dấu quyền. Và đặt cái viết màu cho nó nằm xuống. Thì khi chúng ta tô nó sẽ, màu nó sẽ đều hơn. Và chúng ta dễ điều chỉnh cái độ màu cho nó không có bị lem nhem. Có nghĩa là chỗ đậm chỗ nhạt. Đó, chúng ta để nằm lên xuống. Rồi ở đây chúng ta có thể tô theo chiều xéo dấu sắc. Ở đây thì chúng ta tô đường viền của cái đuôi sóc, sau đó là tô đứng. Nếu chúng ta đã chọn tô đứng thì chúng ta sẽ tô đứng hết. Chỗ nào chưa đều thì chúng ta tô lại một lần nữa. Đấy, chúng ta sẽ tô đứng theo chiều. Rồi, chỗ nào còn lọt thì chúng ta sẽ tô lại một lần nữa. Và tô theo chiều xéo của nó. Lúc nãy chúng ta tô chiều như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tô chiều y như vậy. Và cái mặt của chú sóc, nếu mà chúng ta cảm thấy nó lọt quá thì chúng ta sẽ đậm lên. Rồi, chúng ta sẽ có thể tô thêm cái màu của hạt dẻ. Màu của hạt dẻ thường là màu vàng, màu cam. Rồi vậy là phần trình bày về chú sóc của mình đã hoàn thành ha.